Con đường số 10 trong khu dân cư Hiệp Bình, trực thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với hơn 40 hộ dân sinh sống đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, chốt chặn, phong tỏa hai đầu đường từ chiều tối ngày 30 tháng 7 năm 2020. Theo chia sẻ từ giới truyền thông báo chí thì đây là trường hợp đã đi về từ Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Hiện người này đã được đưa đi bệnh viện và đang chờ kết quả cuối cùng. Theo như báo Pháp Luật Online đã chia sẻ rằng đây là bệnh nhân tên NTH, sinh năm 1965, làm nghề buôn bán, từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân cùng người nhà đi xe cấp cứu tự thuê của một nhà xe ở Đà Nẵng từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh. Sau khi khám xong, bệnh nhân đã về nhà ở tại quận Thủ Đức. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và được đưa đi vào khu cách ly tập trung ở tại quận Thủ Đức, đồng thời đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, còn chồng của bệnh nhân có kết quả âm tính. Tối ngày 30 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành phong tỏa con đường số 10, trực thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để phun thuốc khử trùng và cách ly. Có rất đông lực lượng công an, dân phòng, y tế đã dựng rào chắn để ngăn không cho người dân ra vào trong khu vực trên. Đồng thời các nhân viên y tế cũng tiến hành công tác phòng chống dịch. Trong phóng sự này, kênh Bản tin sớm xin phép được gửi đến quý khán giả những khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona COVID-19 từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thứ hai, hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Thứ ba, nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2 mét. Thứ tư, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. Thứ năm, khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Thứ sáu, nghiêm túc chấp hành cách ly theo yêu cầu, không kỳ thị người cách ly y tế.